Trúc và Nguyên Kha. Chào mừng quý vị đang quay trở lại với chương trình Chuyện là bốn phương. Chương trình được phát hình trên đài Việt Show TV. Phải công nhận là một tuần trôi qua thật nhanh phải không quý vị? Nguyên Kha và Thanh Trúc lại được gặp gỡ quý vị. Hy vọng đây sẽ là khoảng thời gian mang lại nhiều điều mới mẻ và hấp dẫn đến quý vị khán giả. Quý vị có biết không, càng đồng hành với chương trình Chuyện là bốn phương, Thanh Trúc và Nguyên Kha càng tìm hiểu được thêm nhiều câu chuyện khá là thú vị. Lúc nào cũng mong đến mỗi tuần để có thể chia sẻ những cái câu chuyện đó đến cho quý vị khán giả. Và chương trình hôm nay sẽ gồm có những tiết mục sau đây: sở hữu cả một thị trấn với hơn 400.000 Mỹ Kim, mua liền một lúc 100 đôi giày để trả thù cho bạn trai, người phụ nữ nói nhanh như máy, sốc với bé trai 2 tuổi nghiện rượu hơn uống sữa, bút nằm trong dạ dày suốt 6 tháng mà không biết. Và sau đây là nội dung chính của chương trình. Chủ một thị trấn tại Mỹ đã rao bán với giá 400.000 Mỹ Kim. Hiện tại chỉ có 2 người và một con chó sống ở thị trấn Lance Benson, chủ sở hữu thị trấn Sweat tại Barnett, bang South Dakota, Mỹ. Diện tích của thị trấn Sweat là 6,16 hectare, với một quán bar, một phân xưởng, 3 xe kéo và một ngôi nhà. Trong những năm 40, khoảng 40 người từng sinh sống ở đây. Lúc đó thị trấn bao gồm một bưu điện, vài ngôi nhà và một cửa hàng tạp hóa. Hiện nay, vợ chồng Benson và chú chó Daisy là những cư dân duy nhất tại thị trấn nhỏ bé này. Mặc dù thị trấn có vẻ hoang vắng, nhưng nó vẫn là nơi tụ họp yêu thích của các anh chàng cowboy và những người trồng lúa mì ở khu vực xung quanh. Theo đại lý bất động sản Stacy Montgomery, thị trấn Sweat có thể thu hút các nhà đầu tư vì nó là nơi cung cấp nguồn nước duy nhất trong bán kính 16 km. Benson mua Sweat vào năm 1998 và nhượng cho người vợ cũ khi ly hôn. Sau khi lấy lại thị trấn vào năm 2012, ông quyết định rao bán nó để tập trung vào kinh doanh. Chà, anh Kha có 400 ngàn thôi kìa. Nếu mà anh Kha có 400 ngàn, anh Kha có mua cái cả một cái thị trấn đó không? 400 ngàn mà về một thị trấn mà xa xôi, hẻo lánh như vậy thì chắc anh sẽ là say no. Bởi vì với một thị trấn như vậy mà không có một cái thú vui giải trí, hoặc là một cái, at least là cũng có một cái quán bar hay là một cái nơi nào đó để chúng ta tụ tập. Mà cần nhất là con người, thì không có con người thì làm sao mà ở, đúng không? Còn Trúc thì sao? À, em thấy nếu mà có 400 ngàn thì tại vì mình trẻ nên có thể là mình không có thích những cái khu vực đó đâu. Nếu mà không đóng tiền điện, tiền nước cho ở free thì sẽ lên chỗ. Nhưng mà anh nghĩ là chỗ này sẽ khuyến khích mọi người về nơi này ở, tại vì không có người nên chủ thị trấn sẽ khuyến khích là giống như giảm tiền thuế đất, hoặc là thậm chí là không lấy tiền thuế đất, hoặc là giảm tất cả các bill mà liên quan tới khu vực này sống. Và câu chuyện tiếp theo sẽ là một bài học cho những anh chàng nào không biết chiều chuộng những cô nàng mê shopping. Sau khi chia tay với bạn trai chỉ vì mua 11 đôi giày liền một lúc, một cô gái trẻ người Trung Quốc đã chi hơn khoảng 3.500 Mỹ Kim chỉ để mua 100 đôi giày. Ngày 15 tháng 11 vừa qua, một cửa hàng giày ở Vũ Hầu, thành đô Trung Quốc bỗng trở nên thật náo nhiệt khi cô gái có tên là Vương Viên Nhân, 26 tuổi, đã chi hơn 20.000 dân dân tệ, khoảng 3.500 Mỹ Kim để mua 100 đôi giày chỉ với mục đích trêu tức bạn trai cũ. Để gây chú ý và nổi bật hơn nữa, cô gái trẻ thậm chí còn yêu cầu nhân viên của cửa hàng dán kín những đôi giày này xung quanh chiếc xe ô tô của mình. Các nhân viên bảo vệ và bán hàng liên tục mang những túi giày ra ngoài đường. Được biết do bị bạn trai cấm đoán mua hàng trực tuyến, nên cô gái trẻ tỏ ra vô cùng tức giận. Đặc biệt khi Vương Viên Nhân mua liền 11 đôi giày, cặp đôi đã cãi nhau rồi chia tay. Bởi vậy giờ đây, cô gái muốn khoa trương, rùm beng để trả đũa hành động của bạn trai mà cô cho rằng cấm đoán ngang ngược, vô lý. Hành động của cô gái trẻ nhanh chóng thu hút rất đông nhiều người hiếu kỳ vây quanh theo dõi sự việc. Nhân viên của cửa hàng này cũng cho biết, trong lúc giúp cô treo giày lên xe, đã nghe giọng cô gái gọi cho người nào đó về vụ xích mích cãi vã vì 11 đôi giày. Sau khi vụ việc lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, một số phóng viên đã tiếp cận với cô gái Vương Viên Nhân để xác thực lại câu chuyện. Cô Vương thừa nhận việc đã xảy ra và cho biết cô và bạn trai đã cãi nhau và chia tay chỉ vì mua 11 đôi giày một lúc. Quá tức giận nên khi nghe tin có cửa hàng giày ở Vũ Hầu đang có chương trình giảm giá, liền mua tới 100 đôi. Anh Kha nè, nếu là đàn ông thì anh thấy cô gái này như thế nào? Trước mắt mà cái hành động mà cô ta mua 100 đôi giày để trả thù cho bạn trai thì anh thấy nó không có đáng là một cái hành động để mà trả thù. Trả thù thì có nhiều cách để hành động, như là mình làm một cái hành động nào đó
thật là ý nghĩa cho một người nào trong gia đình mình chẳng hạn, hoặc là mình làm một cái nghĩa cử nào tốt cho bản thân của mình mà không làm cho anh chàng đó. Còn cái này mà mua 100 đôi giày là quá tốn tiền, là thứ nhất là thiệt hại về kinh tế cho mình nè, và thứ hai là anh chàng đó kêu ồ con bé này làm vậy thì mình cũng đâu có buồn gì lắm, đúng không? Cái cách của anh Kha gọi là mật ngọt chết ruồi, đúng không? Còn em thấy á, em thấy đúng là mua 100 đôi giày chỉ có thiệt hại kinh tế cho mình thôi. Nếu mà gọi là sắc bén hơn nữa là mình phải lấy thẻ của anh này là mình mua lại 100 đôi giày. Như vậy mới gọi là trả thù. Mà như như Kha và như anh chàng này chắc không đâu có dễ để lấy một cái thẻ như vậy. Và 100 đôi giày là 3.500 đúng không em? Mà không biết tại sao cô, anh nghĩ là cô ta có một niềm đam mê gì đó ở những cái đôi giày mà cái anh chàng này cấm, bởi vì không không cho mua mà cô ta vẫn cố tình mua. Rồi cô ta quá lì. Các bác sĩ ở Đài Loan đã phát hiện và gấp ra một chiếc bút máy nằm trong dạ dày của một thiếu nữ suốt 6 tháng trời mà không hay biết sau khi bệnh nhân này có những biểu hiện đau và co thắt dạ dày. Nữ sinh 20 tuổi được giấu tên ở Đài Loan đã phải chịu đựng những cơn đau co thắt ở dạ dày suốt 6 tháng liền trước khi các bác sĩ ở bệnh viện thành phố Đài Bắc phát hiện và loại bỏ chiếc bút máy ra khỏi cơ thể cô. Chiếc bút máy được phát hiện sau khi bệnh nhân được nội soi và chụp X-ray. Các bác sĩ cho biết chiếc bút máy này đã nằm trong cơ thể bệnh nhân suốt một thời gian dài và đã bị hoen rỉ do môi trường axit trong dạ dày. Nếu chiếc bút không được phát hiện và loại bỏ sớm thì nó có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm hơn, thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng. Bản thân nữ bệnh nhân không nhớ rõ mình đã nuốt chiếc bút máy vào khi nào. Tuy nhiên cô gái này cho rằng sự việc có thể xảy ra sau một buổi liên hoan say sưa, sau một kỳ thi. Trước khi bước vào câu chuyện này thì anh cũng nhớ đến một bác sĩ đã sau một ca phẫu thuật đã để quên một cây nhíp hoặc là một cây kéo ở trong bệnh nhân mà sau này mới phát hiện ra. Còn đằng này là một cây viết mà sau những 6 tháng thì cô gái này mới phát hiện. Và điều đặc biệt ở đây là sau một buổi party nhậu nhẹt say sưa. Cái chuyện mà để quên kéo, để quên nhíp thì mình nghe nhiều rồi ha. Mà để quên viết bi thì nghe nó thật là phi thường á. Thì em nghĩ có thể là do giống như là uống say xỉn rồi bạn bè thách nhau là nuốt được cái này, nuốt được cái kia không. Cái này là hậu quả của cái chuyện mà say xỉn rồi. Mà anh không hiểu sao cô gái này mà một cái viết dài như vậy và cái độ sắc bén nó cũng có, mà tại sao cô ta không có phát hiện ra liền là mình ngồi hay là nó cứng như thế nào mà không biết. Tại vì nhậu xỉn quá rồi, bây giờ mình cũng không có nhớ là đêm trước mình làm cái gì nữa. 6 tháng trời mà cô ta không nhận ra với là điều nguy hiểm. Và nếu như có thể để lâu hơn nữa thì có thể ảnh hưởng đến tính mạng, đúng không? Và tiếp theo là một câu chuyện về một bé trai 2 tuổi người Trung Quốc có thể xem là sâu rượu nhỏ tuổi nhất thế giới khi bắt đầu biết đến mùi rượu từ 10 tháng tuổi và có thể uống cả chai rượu mà không có cảm giác say. Bé trai Chen Chen sống tại tỉnh An Huy, phía đông Trung Quốc, lần đầu tiên được nếm hương vị của rượu khi mới 10 tháng tuổi. Vào thời điểm đó, cha của bé đã đặt một chiếc đũa có nhúng rượu vào mồm của Chen Chen để cậu bé này ngừng khóc, và trò đùa của người cha đã có tác dụng ngay lập tức. Tuy nhiên dường như kể từ đó, Chen Chen trở nên nghiện rượu và giờ đây ở tuổi lên 2, Chen Chen có thể được xem là con sâu rượu nhỏ tuổi nhất thế giới với sở thích uống rượu hơn uống sữa. Ban đầu, cha mẹ và người thân của Chen Chen xem sở thích uống rượu của con mình như một trò đùa vì cảm thấy hài hước và dễ thương. Tuy nhiên càng ngày Chen Chen càng thích uống các thức uống có cồn. Điều đáng nói là mặc dù mới 2 tuổi, nhưng Chen Chen không gặp phải triệu chứng nào khi uống rượu như say, chóng mặt hoặc nhịp tim tăng lên. Khi câu chuyện về thói quen nghiện rượu của Chen Chen được đăng tải rộng rãi lên truyền thông địa phương, nhiều người đã bày tỏ thái độ phẫn nộ và chỉ trích cha mẹ của cậu bé vì đã để cho các tình trạng nghiện rượu của cô bé xảy ra. Trong khi đó, các bác sĩ kêu gọi cha mẹ của Chen Chen tìm mọi cách chấm dứt thói quen uống rượu của cậu bé, nếu không sẽ làm ảnh hưởng đến quá trình phát triển của các cơ quan trong cơ thể và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của cậu bé mới 2 tuổi này. Mặc dù cha mẹ của Chen Chen đã tìm mọi cách để cậu bé cai rượu bằng sữa và thứ đồ uống trái cây khác, nhưng nỗ lực này vẫn bất thành. Bất kỳ lúc nào cậu bé nhìn thấy rượu đều đòi uống cho bằng được, hoặc sẽ giận dỗi và la hét cho đến khi được uống rượu. Nhiều cuộc tranh cãi đã nổ ra khi cho rằng các tổ chức xã hội nên can thiệp để tách rời cậu bé Chen Chen với cha mẹ của mình và chăm sóc đặc biệt tại một nhà nuôi dưỡng dành cho trẻ em. Tuy nhiên, để một cậu bé 2 tuổi từ bỏ một thói quen mà mình yêu thích là điều không dễ dàng gì, vì phải mất một khoảng thời gian không ngắn để nỗ lực này được thành công.
Anh Kha có thấy là cậu bé này có gen của bố nữa phải không? Thì cái đó là lỗi do cha mẹ thôi. Từ ngay từ nhỏ mà khi thấy em bé khóc mà lại cho không biết làm cách nào mà lại cho nếm rượu. Và từ đó thì cậu bé mới là nghiện rượu từ đó, và thay uống rượu bằng thay sữa luôn mới là nguy hiểm. Em nghĩ là người lớn mình khi mà uống rượu là cũng đã bị lở loét bao tử rồi, những cái nội tạng bên trong đã bị hủy hoại rồi. Còn đằng này cậu bé 2 tuổi chỉ là cơ thể còn đang phát triển, bên trong cũng còn đang phát triển nữa, tiếp xúc với rượu cồn quá sớm như vậy thì không biết, không có chờ phải lớn, chỉ cần lên 5, lên 7 thôi. Thì hy vọng là các cơ quan chức năng sẽ nhúng tay vào việc này và sẽ ngăn chặn cái hành động này từ cha mẹ, và không để cái chuyện này xảy ra và ảnh hưởng xấu tới thậm chí là tính mạng của cậu bé nữa. Anh Kha nè, còn câu chuyện cuối cùng của mình thì sao anh Kha? Và câu chuyện cuối cùng Nguyên Kha muốn gửi đến quý vị là... Trời ơi, anh nói lâu quá, hết giờ rồi. Và kính thưa quý vị, câu chuyện cuối cùng của chúng ta ngày hôm nay là cô Francis Cơ ở New York, Mỹ đã thêm một lần nữa đã phá vỡ kỷ lục của mình. Anh ơi, mình hết giờ. Mình phải nói nhanh nhất trên thế giới. Anh thấy em nói nhanh chưa? Em nói quá hay luôn. Em nói nhanh rồi hả? Còn có cô này nè, cô nói nhanh hơn em gấp 10 lần. Now, so, you ready? I'll just read it very slow for you guys. Twas the night before Christmas, we rolled through a house and a creature was stirring, not even a mouse in stockings, walking with the children. We came in hopes that St. Nicholas soon would be there. Children nestled snug in the beds, vision shook above, dancing their heads, and mom in a crutcher, volume my cabin just set the down for... Cô Frank Cabral ở New York, Mỹ đã thêm một lần nữa phá vỡ kỷ lục của chính mình ở hạng mục nói nhanh nhất thế giới. Frank Cabral là một nhà phát ngôn, nhà phiêu lưu, một nghệ sĩ nói, một nhà văn và cũng là người nắm giữ nhiều kỷ lục tầm cỡ quốc tế. Cabral sinh ra tại thành phố Greenwich, thành phố New York, Mỹ. Cô tốt nghiệp trường cao đẳng Queen với tấm bằng cử nhân chuyên ngành kế toán và triết học. Trong nhiều năm qua, cô được ghi danh vào nhiều sách kỷ lục khác nhau như là kỷ lục Guinness năm 1989, Ripley Believe It or Not 2006 và sách kỷ lục Alternative Record 2006 nhờ khả năng nói nhanh. Mới đây, cô đã phá vỡ kỷ lục nói nhanh nhất thế giới với câu chuyện Ba chú lợn con, dài hơn 600 từ trong vòng 54,2 giây, tương đương với 11 từ trên giây. Kỷ lục trước đây cô lập là nói với tốc độ 585 từ một phút vào năm 1986. Cô còn viết cho nhiều tạp chí quốc tế và xuất bản một vài cuốn sách. Ngoài ra cô cũng viết blog cá nhân hàng tuần. Đó Trúc, em thấy chưa? Em có thể nói mà 11 từ trên một giây giống cô ta được không? Em thấy nói nhanh, cái này là chỉ là để lập kỷ lục thế giới thôi, chứ nếu mà mình nói quá nhanh người ta cũng đâu có hiểu câu chuyện mình đang nói gì đâu phải không anh? Nhưng mà quan trọng là cô ta đã lập được kỷ lục mà nói, mà công nhận cô ta nói nhanh thiệt chứ. Như mình mà khả năng mà nói nhanh nhất chắc cũng 3-4 từ trên một giây là nhiều lắm rồi ha. Mà làm sao mà có thể biết hết được là cô ta có nói đầy đủ các chữ hay không mà đếm. Rồi chứ kể là cái người nghe đã hiểu nữa. Đem lại một cái thông tin chính xác cho người nghe lại khó. Mà cái này anh nghĩ là một cái cuộc thi thôi, chứ nói ở ngoài mà cô ta đi diễn thuyết trước một đám đông thì hơi khó cho để mọi người nghe. Mà ngày xưa ông bà mình cũng có câu là nói chậm thì là sang, còn nói nhanh thì giống như là một người nào đó hấp tấp, gọi là không có sang, không có được gọi là sang trọng quý tộc. Cái gì chậm nó cũng sang đúng không? Và cái chuyện vừa rồi cũng đã khép lại anh chương trình. Anh Kha, anh định đi thi với cái cô kia hả? Ủa nhanh quá em. Chứ sao nữa, mình đang làm chương trình mà. Ok, vậy nó chậm lại. Và câu chuyện vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Chuyện Lạ Bốn Phương ngày hôm nay. Rất cảm ơn vì sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mọi thắc mắc và đóng góp ý kiến xin quý vị gửi email về địa chỉ chuyenlạ4phuong@vstv.tv. Đến đây thì Nguyên Kha và Thanh Trúc xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. It might seem